Rồi sao xin chào cô chú đi. Xin chào cô chú, xin chào chú Trần. Xin chào. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần DB và cuộc sống ở Nhật. Hôm nay thì Quỳnh ăn là một mâm bánh ướt lòng. Hôm nay thì Quỳnh ăn một mâm bánh ướt lòng non với lại là lòng gà, ruột gà và trứng non nha mọi người. Kèm theo ở đây là tổng cộng là 3 loại chả và nem. Bây giờ Quỳnh mở cho sang trước rồi mình nữa ha. Xe đôi con, bum bum bay thô ba già, bum bum bay thô ba già, em ngồi xe. Hôm nay cô chú vừa coi mukbang vừa được khuyến mãi bài hát Con Bướm Vàng. hôm nay nó hát hết nguyên bài luôn nha mọi người. Trời ơi, ngày hôm qua mọi người ơi, đây cho mọi người xem. Đây là cái vết mà Quỳnh mới đi chích người vậy nha mọi người. Chích vaccine chứ. Trời ơi nó đau mà bây giờ cái tay Quỳnh bây giờ dở lên vậy nè mọi người, dở không nổi luôn, đau á. Trước tiên thì Quỳnh sẽ cắt cái trứng non này ra nha. Đó, cắt ra. Coi coi cái lòng non nó có chảy không nha mọi người. Đây. Wow. Cái lòng non nó đặc. Lòng non nó đã bị đặc. Không biết là những cái khác thì nó có chảy không nhỉ. Mình chỉ đảo sơ xíu thôi mọi người mà nó hình như nó chín hết rồi mọi người. Đây. Công nhận nó chín nhanh mọi người, cái này công nhận chín nhanh thiệt. Rồi. Bây giờ mời mọi người ăn chung với hai mẹ con Quỳnh nha. Bây giờ mình ăn món này thì mình gấp mình chấm rồi mọi người. Có nhiều người thì phải thích chế vô nha. Mama. Lấy đây lấy cái nĩa gấp vô đi hả? Sai rồi. Sai rồi, trời ơi, để cái cục màu hồng đó. Sang cái gì sao nói đi, ăn kẹo bông gòn. Ăn kẹo bông gòn. Cái trứng non nó béo mà. Của Quỳnh như vậy là nó hơi hồng đào nha. Còn nếu mà nó chín á là ở trong nó là vàng khè luôn mọi người, nó vàng như là cái trứng này luôn. Hả? À chưa nè. Tại vì tên này sang này nó đớn chỉ nước mắm hả? Cái chả này là mình mua được mọi người, ở trong có trứng và có luôn cả những cái gân là lỗ tai heo nha, mình mới mua ăn thử coi như thế nào. Ở bên Việt Nam mình gọi là chả phượng hả ta? Hình như là vậy đúng rồi. Mà không biết đúng không? Ăn thì cũng được. Nói chung là người cái giò người ta thể bỏ thêm gân, đổ tay heo, đậu, rồi trứng đúng không? Ngày hôm qua Quỳnh đi chích ngừa mà có không? Ở Nhật nó nói chung là chích ngừa nó làm bài bản mọi người. Chích ngừa làm bài bản mà. Gửi giấy về, trên quận gửi giấy về. Rồi đợi tới lượt đăng ký xong lên chích rồi đi vô người ta coi hồ sơ bắt đầu ngồi đợi từ 15-20 phút nữa. Mà người ta không có cho là nhiều nha mọi người, ít người à. Nhưng mà lúc nào bút lịch á thì cũng kẹt cứng mà. Chích xong rồi ngồi đợi tới 15 phút, lúc chích xong á thì chưa thấy gì nhưng mà khi mà về nhà mọi người, khi mà mình về tới nhà bắt đầu nó nặng cái tay á, cái đầu nó lưng đau đầu nha, không biết mọi người sao chứ Quỳnh này vậy nha. Quỳnh chích mũi Modena. Không biết khi nào thì ở Nhật mới chích hết nha mọi người. Bây giờ thì vẫn còn rất là nhiều người chưa được chích luôn. Bởi vì Nhật á, mình thấy á, làm bài bản quá. phải đi đến cái nơi tập trung mà chích. Còn mình thấy hả, ở Mỹ rất là nhanh nha mọi người. Ngồi trên xe cái y tế đứng ngoài dỡ áo lên chích cái đạn đi về mà nhanh dữ ta. Lâu lâu ăn đã vậy mà. Trời em mua cho nó ăn mà nó chơi không mà chín. Kẹo bông gòn bây giờ là bỏ vô chai vậy đó mọi người. Mọi người sẽ thắc mắc là cái cọng dây này Quỳnh đeo là cọng dây gì, Quỳnh không biết gọi là cọng gì mà nó rất là hay, là bởi vì á khi mà mình đeo cái này vô cái da mà nó nhức nha, nó hút, mọi người, nó hút ra, nó hút cái trọng lực ra hay sao á, nó làm cho mình đỡ đau vai. Nhìn nó thì là giống nhựa nha, nhưng mà nó là cái gì ta, silicon, nó là silicon. Đáng lẽ cái này là phải có lên là chậu quế mà. Mama Aji để bé tôi nằm ngủ yêu nó là gì Aji, tôi nó Aji. Cái mùi của Aji, cái mùi vị của trái nho. Hôm nay Quỳnh không mua cháo quế không hề ổn. Cái mùi của trái táo. Pineapple no aji wa? Pineapple aji. Trái thơm. Trái thơm aji. Cái mùi của trái thơm. Cái mùi của trái. Trời, mọi người biết không? Thằng Sa càng ngày càng lớn mà. Nó hỏi riết mà không kéo da non. Trong video mọi người còn thấy nó hỏi vậy, ngoài còn hỏi ghê hả? Hôm nay cái mâm này mà là chùm cuối làm cho Quỳnh nha mọi người, làm tráng bánh cuốn ha. Mà kêu ổng vô ăn không ăn, tại vì đừng trốn ăn đâu không ăn nữa. Quỳnh đau cái tay quá nhờ, ổng làm cho Quỳnh đau. Quỳnh cuốn bằng cái chảo điện mọi người, chảo điện cắt tóc á. Cái chảo là cái chảo chuyên dụng dùng để cuốn bánh rép nha, cuốn rất là nhanh. Mọi người cũng mua thử cái chảo nó xài đi, mình thấy rất là tiện luôn. Mình làm được bánh rép nè, mình làm được bánh cuốn, là mình làm bánh ướt luôn. Quỳnh nghĩ là chắc là làm được luôn sợi phở á, mình cắt nhỏ nhỏ cái sợi, mình ép ra mình cắt nhỏ nhỏ sợi là được. Sợi phở hoặc là sợi hủ tiếu, hủ tiếu tươi mà hủ tiếu này, hủ tiếu bự nha, nhưng mà nó cái độ dài nó không dài bằng nha. Ăn gì kỳ cục danh bà. Sai rồi, Kimetsu no Yaiba ni cục. Nó ăn xong rồi đó. Bye bye cô chú chưa? Ngồi xuống. Bye bye rồi. Cô chú không thấy mặt xa luôn á. Trời ơi, coi mặn lắm rồi mọi người. Cho nó xuống chứ gì mọi người. ở trong miền Nam của Quỳnh ăn á mọi người, thường thường á chỉ là bột bánh cuốn để cho thêm một chút xíu mỡ hành phi nữa thôi. Mình thấy ngoài miền Bắc có nhiều bạn á thì bán có nhiều chỗ bán cho cả nấm mèo vào trong bột ha. Món này hồi xưa gần nhà Quỳnh bán rẻ mà, 2.000 một dĩa đại dung luôn, ăn đã luôn. Bây giờ chứng lên giá luôn mà. Cái con đường nhà Quỳnh hồi xưa á bán bánh ướt nhiều mà, rồi sau này Quỳnh đi qua đây rồi Quỳnh không biết nữa. Cái chả bên là Quỳnh ăn á là chả cá, chả cá, chả lụa, chả cái chả phụng ha, gọi là chả gì ta, mình bỏ chứ nó mắm có một chợ mà nó cay khủng khiếp mà. Cái ớt nhà Quỳnh trồng á cay ghê gớm. Phải nói là lâu đâu không ăn thèm mà. Cứ cách mấy tháng là Quỳnh lại làm ăn một lần. Cái món này với lại mấy cái món mà liên quan tới mắm nha mọi người, đạo mắm. Đạo mắm là có thật nha. Phải công nhận cái chả này ngon thiệt. Cái chả này Quỳnh mua ở Nhật nha mọi người. Mua của tại Việt Nam bán, ăn nó đại loại giống như là mình đang ăn cái thịt nguội nha. Và ở ngoài thì được bọc một lớp trứng, ăn thấy cũng lạ. Bên Việt Nam mình chưa ăn bao giờ mà, nên cũng không biết là cái vị nó có giống hay không. Còn qua tới bên đây rồi thấy cái gì lạ lạ hoặc là cái gì mà chưa ăn bao giờ thì mình hay mua thử ăn. Mình ăn gần hết giờ mình trộn, nhưng mà trộn lên để có rau để ăn cho đỡ ngán. Nó chỉ là bột thôi và một ít nước mắm thôi mà làm sai đắm bao con người. Quỳnh nghĩ á, cái bột mà ghiền á thì không đúng, nhưng mà ghiền là ghiền cái mùi bị nước mắm ăn chung với lại hành phi. Cắn vô miếng dưa leo thì nó giòn giòn nữa. Nó cay dã man. Nhưng mọi người ơi, hôm nay ăn hết nửa mâm rồi, no quá. Thì cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc rồi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.